Dương Triệu Vũ sâu cây, ai xài hàng giả là tự nhổ nước bọt vào nhân phẩm. Nói về scandal xách túi Rinking đi chợ Bến Thành, Dương Triệu Vũ cho hay nên đánh giá một con người hay chính bản thân qua những gì mình làm và sự hữu ích cho xã hội, chứ không phải cái gì móc lên người. Có vẻ như cuộc chiến xách túi Rinking đi chợ Bến Thành chưa có hồi kết, khi mới đây nam ca sĩ Dương Triệu Vũ bỗng nhiên cũng lên tiếng bàn luận đanh thép. Dương Triệu Vũ cho biết: "Vì sao tôi viết status này? Vì tôi đang rảnh và ngứa tai." Theo đó, em trai danh hài Hoài Linh đã đăng tải tâm thư dài phân tích scandal giỏ thật giỏ giả mà bản thân anh thấy vô cùng hài hước. "Vì sao tôi viết status này? Vì tôi đang rảnh và ngứa tai." Đính kèm bài viết dài trên trang cá nhân, nam ca sĩ sinh năm 1984 công khai chia sẻ bức hình bộ tứ Ngọc Trinh, Lê Hà, Á hậu Phương Lê, doanh nhân Nguyễn Trần Hải Dương cùng sách 4 chiếc túi Hermès. Rinking xuất hiện tại một sự kiện. Trong bức tâm thư, Dương Triệu Vũ cũng dùng lời lẽ sâu sắc phân tích sự việc theo cách nhìn khách quan của người ngoài cuộc. Tự nhận mình sống tại vùng quê ở Mỹ nên khái niệm về phung phí và xa xỉ không giống người sống ở thành phố lớn. Nam ca sĩ Triệu Vũ cho rằng, những người nếu thực sự giàu có quyền lực, thường họ không bận tâm suy nghĩ quá nhiều về vật chất. Còn nếu đã để những thứ đeo trên người định giá về giá trị của bản thân, thì đó là sự biến chất. Ăn xài mà phải đi chứng minh là mình giàu có quyền lực thì còn gì là xịn. Không chỉ bình luận sâu cay về giá trị vật chất, chàng trai 33 tuổi còn thẳng thắn phân tích về nhân cách con người với lời lẽ mỉa mai trước thói hư tật xấu. Xấu, thích tọc mạch phê phán chuyện người khác, họ mang gì kệ người ta, mình có quyền gì mà phê phán nhân cách của người ta. Ai xài hàng giả là tự nhổ nước bọt vào chính cá nhân phẩm của mình, đâu cần người khác phải cười vào mặt họ, Dương Triệu Vũ nói. Sau những mỉa mai về câu chuyện thiên hạ, Dương Triệu Vũ đúc kết chân lý cuộc sống khi đánh giá một con người. Chúng ta nên đánh giá một con người hay chính bản thân qua những gì mình làm và sự hữu ích cho xã hội, chứ không phải cái gì móc lên người. Nguyên văn chia sẻ của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ viết: "Luxury xa xỉ, có lẽ tại tôi sống tại vùng quê, thành phố rất nhỏ ở Mỹ, nên khái niệm về phung phí và xa xỉ của tôi không giống người ở thành phố lớn. Bữa giờ thấy rần rần về vụ giỏ thật, giỏ giả. Tôi chưa thấy bất kỳ nơi đâu mà hài hước như nơi đây. Đã là giàu có quyền lực, ăn xài mà phải đi chứng minh là mình giàu có quyền lực. Ăn xài hàng xịn thì còn gì là xịn. Người giàu có sướng hơn mình bình thường một cái là họ muốn làm gì thì làm, không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều về vật chất. Nhưng khi để vật chất, những thứ họ đeo trên người định giá chính giá trị căn bản của họ, thì đó là sự biến chất mà không có lợi cho bất cứ ai. Tại sao có người mang túi xách hàng tỷ? Vì họ có tiền và họ đam mê hay trân trọng những thứ thủ công và những thứ quý hiếm. Tại sao có người mang túi xách giả? Tại vì họ phải đu theo một giới thượng lưu mà không đủ kinh phí và họ cũng thích. Tại sao có người nói ra nói vào về những người mang túi xách? Vì họ đang rảnh và ngứa mắt. Vì sao tôi viết status này? Vì tôi đang rảnh và ngứa tai. Họ mang gì kệ người ta, mình có quyền gì mà phê phán về nhân cách của người ta? Ai xài hàng giả là tự nhổ nước bọt vào chính nhân phẩm của mình. Đâu cần người khác phải cười vào mặt họ, chính họ cũng sẽ phải rụt rè run rẩy khi mang cái super fact đứng chung với những cái thật. Nhưng trước khi có bằng chứng cụ thể thì không có quyền đụng tới nhân phẩm người khác. Còn những người mang giỏ thật, hãy cho họ được hiệu ứng mà họ mong muốn, sự trầm trồ ngưỡng mộ vì sao họ lại giàu đến như vậy. Bao nhiêu người có thể mua được cái túi mấy tỷ, nếu không được thì hãy cúi đầu mà ngưỡng mộ. Luxury xa xỉ, một trường hợp của sự thoải mái nhẹ nhàng và giàu sang, hoặc một thứ trước mắt nhưng không cần thiết. Có lẽ chúng ta nên đánh giá con người hay chính bản thân qua những gì mình làm và sự hữu ích cho xã hội, chứ không phải cái gì móc lên người. Trước đó, scandal xách túi Rinking đi chợ Bến Thành bắt nguồn từ một bức ảnh trong đó chụp dàn mỹ nhân Việt gồm Ngọc Trinh, Lê Hà, Á hậu Phương Lê, Hoa hậu Quý Bà Nguyễn Trần Hải Dương cùng sách 4 chiếc túi Hermès Rinking xuất hiện tại sự kiện hôm 14 tháng 3. Sự quý hiếm của 4 chiếc túi thuộc top hàng hiệu xa xỉ đã khiến nhiều người nghi ngờ về độ chân thật. Ngay sau đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lên tiếng nghi ngờ. Người ta khó khăn lắm mới mua được một chiếc túi Rinking bình thường, còn Việt Nam mua túi Himalayan xài vài tỷ để đi chợ Bến Thành.